ok rồi mọi người. Thấy không? Trời ơi, đây là rồi. Cá này 900g mọi người, 960g, 965g nha mọi người. Gần. Hello, xin chào mọi người nha. Thì tiếp tục mình sẽ làm video dẫn mọi người đi câu tiếp nha mọi người. Thì cái địa hình là vẫn là cái hồ cũ nha mọi người, nhưng mà nó có sự khác biệt nhỏ nhỏ nha mọi người. Thì hôm trước á là lục bình bự á thì nó đã chết, bây giờ nó chết hết trơn mọi người. Chói nắng quá. Chói nắng quá. Bây giờ mình sẽ đó. Thì bây giờ lục bình bự nó chết hết trơn rồi. Rồi giờ còn có bèo bèo giống như bèo ở bên Việt Nam mình đó mọi người. Đó. Bây giờ thì nói chung là khá là dễ đánh mọi người. Bây giờ thời tiết cũng khá là nóng nha mọi người, tầm khoảng 3 mấy độ. Và bây giờ là 12:41 thì mình sẽ canh đánh coi khi mà dính cá sẽ là mất bao nhiêu thời gian nha mọi người. Ok, mà mọi người cùng theo dõi cái video của mình nha mọi người. Ok, bây giờ sẽ tiến hành nha mọi người. Ok, thì đây là mọi người cái hồ của mình hôm nay nè mọi người, nhìn cũng mát mẻ lắm. Ok, thì tiếp tục mình sẽ ở đây. Bây giờ là con to này, bây giờ là nó đánh bây giờ có khả năng là nhét mọi người, tại vì ở đây là nó thừa rồi. Bây giờ mình sẽ đánh cái con nhẹ nhẹ ăn tí mọi người. Mấy con này là 13g trong 100 yên nha, mấy con hồi nổi nha mọi người. Ok, mình sẽ đánh mấy con này thử nha. Thì mình sẽ đánh thử trước cuộc hồi, mình sẽ đánh con mồi nặng. Để mồi nặng bây giờ quăng xuống lên cá nó nhé. Nhẹ quá. Quăng xuống mà không cảm giác gì hết. Ok. Dính cá mọi người ơi. Dính cá. Cá nhỏ. Ôi. Ôi. Dính mọi người. Fish. Hello, xin chào mọi người nha. Yeah, trời nắng quá. Thì bây giờ mình đã lên cá nha mọi người. Đây nè. Ôi. Thì nãy 12 giờ mấy. Bây giờ 1 giờ đánh tầm khoảng nửa tiếng nha mọi người. Đó. Thì bây giờ đã lên cá nha mọi người. Thì bây giờ là 1:10, 12 mọi người. Bây giờ cá đã lên nha mọi người. À, trời nắng. Ôi. Đây mọi người, đây cá lên nha mọi người. Đó. Ok, thì bây giờ là nói chung là cái ao này nó rất là dễ câu mọi người. Đây mọi người. Đó.
Ok chưa? Đó. Đây mọi người. Quá đẹp luôn mọi người. Quá ok luôn mọi người. Ok, mình sẽ tháo ra mọi người, gỡ cá ra. Ok, giờ mình đã gỡ xong rồi, bộ kép quá. Đã lên nha mọi người. Cái cùm tay mọi người. Bây giờ mình sẽ căng coi con này nó được tầm bao nhiêu ký nha mọi người. Giờ mình sẽ căng coi con này bao nhiêu ký nha mọi người. Bây giờ không kiến nha mọi người. Đây. Ok mọi người thấy không mọi người? Không kiến nha. Cái cây của mình cũ rồi, nó bể. Rồi. Cá này 900g mọi người, 960g, 965g nha mọi người, gần ký. Rồi, ok. Rồi. Quá phê, quá phê. Giờ mình sẽ bỏ vô bọc. Xong mọi người, bỏ vào bọc. Ok, thì mình đã cho nó vô bọc, cho vô nước nha mọi người. Tại vì mình để cái bọc không, cho vô bọc không á thì nó sẽ bị ngợp nữa mọi người. Ví dụ mà các bạn câu lâu á thì nó sẽ bị ngợp, nó có khả năng là về nó sống không được lâu mọi người. Cho nên là cho nó có hơi thở mọi người. Đó, ok, và bây giờ mình sẽ câu tiếp nha mọi người. Ok, câu một chút nữa.
Ok, hello, xin chào mọi người nha. Thì nãy giờ mình câu bên kia nó hết ăn mọi người. Rồi giờ mình chuyển qua cái địa điểm đứng bên chỗ cái đập cái cống nha mọi người. Thì bây giờ lên hàng nữa nha mọi người. Đây. Đây lên theo con thứ hai nha mọi người. Chào mọi người nha, thì bây giờ mình sẽ căng con cá thứ hai coi nó sẽ nặng bao nhiêu nha mọi người. Ok. Thì bây giờ là 0,000 ký nha mọi người. Con này nó tương đương với con hồi nãy nha mọi người. Con này 955 gram nha mọi người. Gần ký thì con nãy là 965, thì hai con này cũng ngang nhau. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha mọi người.